Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã chi gần 4,4 tỷ đô la Mỹ để nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng từ Trung Quốc, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm đến 37,6% tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này. Mặt hàng khác cũng ghi nhận tăng nhập khẩu từ Trung Quốc là rau, trái cây. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu rau quả đạt 878 triệu đô la Mỹ, tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm trước. Trong đó nhập từ Trung Quốc chiếm 19,6%. Tương tự, gỗ, một trong những mặt hàng vốn có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam, cũng có sản lượng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 35,5%.